Xin chào mừng toàn thể quý vị và bạn quay trở lại với kênh Bá Hùng Audio. Trước màn chúng ta là bộ phối ghép đến từ thương hiệu Scansonic Tiểu Rido. Đây là một mẫu loa màu walnut mới ra mắt của thương hiệu Scansonic đến từ Đan Mạch. Scansonic đến từ tập đoàn Đan Tắc và chung dòng với lại Rido, là một trong những dòng loa ultra high-end thừa hưởng nhiều công nghệ về phân tần cũng như là cấu trúc của loa chép và loa mid, và đánh vào phân khúc gọi là tiệm cận high-end. Thì Scansonic đã sản xuất ra những dòng loa MB 2.5B, 3.5B và 4.5, em xin lỗi là 5, MB 5 và MB 6. Thì hôm nay em giới thiệu với quý vị bạn màu cặp loa Scansonic MB 3.5B. Đây là phiên bản màu walnut, phiên bản vân gỗ tuyệt đẹp, và đặc biệt là với mức giá siêu tốt chỉ có tại Bá Hùng Audio. Hiện tại thì mẫu loa này đang có mức giá lít là 178 triệu, hàng nhập khẩu và bảo hành chính hãng tại Việt Nam. Và bên em thì có mức giá chiết khấu chỉ còn dưới 120. Quý vị bạn nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp với Bá Hùng Audio sẽ có những mức giá tốt nhất. Và hôm nay em xin mời mọi người cùng trải nghiệm khi phối ghép cùng chiếc âm ly Acouphay E4000. Đây là một trong những dòng âm ly cao cấp và chất lượng nhất của Acouphay, mới ra mắt và cực kỳ đáng chơi, kiểm soát được nhiều dòng loa. Và đặc biệt là với mức giá bên em chiết khấu cũng rất là tốt. Hiện tại thì giá lít đang là 190 triệu và bên em thì còn từ trên 130. Anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp để có những mức giá tốt nhất nha. Bây giờ xin mời mọi người cùng đeo tai nghe và chúng ta cùng nhau cảm nhận. Và tất cả cuộc vui anh.
vắng đêm tà tư. Mai này thuyền hóa vui đón em về cùng bên ta. Đường đời đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn. Anh hiểu giùm em. Chúng ta vừa nghe bài nhạc vàng hết sức là tình cảm, chi tiết và bóc tách được phối ghép giữa âm ly Akufei E4000 và loa Scansonic MB3.5B phiên bản Guanut màu rất là đẹp, và hiện tại bên em đang có sẵn hàng chính hãng cả âm ly và loa. Quý vị bạn nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0978 263 263. Xin chào và xin hẹn gặp lại.